Đã bao giờ bạn có ý nghĩ muốn nắm bắt tâm lý người đối diện chưa? Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, đặc biệt là crush? Nếu câu trả lời là có, bạn hãy tìm hiểu hệ thống Enneagram và cuốn sách Đọc vị tính cách. Đây chắc chắn sẽ là một cuốn sách thú vị dành cho bạn. Đọc vị tính cách là một trong những cuốn sách tâm huyết nhất trong công trình nghiên cứu về các kiểu người, các kiểu tính cách của hai tác giả Renee Baron và Elizabeth Wakely. Cuốn sách bao gồm 9 chương và 2 phần phụ lục sẽ như một tấm bản đồ giúp bạn hiểu tường tận về đối phương qua lăng kính dí dỏm, hài hước. Thông số cuốn sách, khổ sách 17x22cm, độ dày 171 trang. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả đề cập đến 9 kiểu người cơ bản, tương ứng với 9 mô thức tính cách khác nhau trong hệ thống Enneagram. 1. Người cầu toàn, muốn sống cuộc đời đúng đắn, muốn cải thiện bản thân mình và những người khác, ít nóng giận. 2. Người giúp đỡ, muốn được yêu thương và hiểu rõ giá trị, thích thể hiện những cảm nhận tốt đẹp của mình với người khác, cũng như không muốn bị coi là hay đòi hỏi. 3. Người cầu tiến, luôn muốn đạt được năng suất cao để vươn tới thành công, ghét thất bại. 4. Người lãng mạn, có mong muốn hiểu và được hiểu để tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, không muốn bị coi là tầm thường. 5. Người quan sát, là kiểu người muốn biết rành rẽ về mọi điều, không phụ thuộc và ghét bị làm phiền, sợ rơi vào tình thế không tìm được câu trả lời hay trông giống kẻ ngốc. 6. Người đa nghi, thích được khen ngợi, quan tâm và không muốn bị coi là kẻ nổi loạn. 7. Người phiêu lưu, có nhu cầu được hạnh phúc và thường lên kế hoạch về những điều vui vẻ, muốn đóng góp cho thế giới, ghét phải chịu đựng và đau khổ. 8. Người quyết đoán, thích sống độc lập, mạnh mẽ, tác động tới thế giới và không muốn trở nên yếu đuối. 9. Người ôn hòa, muốn giữ cho không khí luôn hòa bình, hòa hợp với người khác và tránh xảy ra xung đột. Từng tính cách đều được hai tác giả phân tích cả về mặt tốt nhất và tệ nhất, đồng thời đưa ra lời khuyên và thực hành cụ thể để mỗi người có thể phát huy điểm tích cực, tiết chế điểm tiêu cực. Không những nắm bắt được tính cách của những người mà mình quan tâm, cuốn sách còn giúp bạn chọn ra những ngành nghề phù hợp với bản thân, giúp phụ huynh lắng nghe và thấu hiểu con cái. Đọc vị tính cách sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị, thắt chặt thêm các mối quan hệ thông qua những bí kíp cực hay ho và bổ ích. Chặn đọc xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách này.